泛过疆土，虽远必诛。Đây là một trận Zombie V4, có thể gọi là Zombie V4 trong tập kích mobile. Đó chính là đến hero ấy. Bắt đầu là mình sẽ lựa chọn cho mình là một trên cái thùng này. Ở trong tập ở trong lục kích thì nó khác, còn ở trên trong này, trên cái thùng này rất an toàn đó ạ. Một điểm chuẩn gọi là khá an toàn trong lục kích mobile. Và có thể gọi là tập kích, lục kích hay là gì cũng được. Nhưng mình sẽ gọi là lục kích mobile cho nó đơn giản hơn. Mình cầm khẩu đời Raygun này tốc độ bắn khá là nhanh. Giật, mình bắn nhất thôi, không có bắn xả đạn. Tại vì xả đạn nó giật lắm. Không có giật nhưng mà nó kiểu là nó nói sao cái gọi này dễ hiểu ta. Nó cái qua đầu không ấy, không có chuẩn xác. Nhất nhất là an toàn nhất là tiết kiệm đạn các bạn. Cào ra, vẫn đòi cào bố mẹ. Nó hết sọt. Rồi đấy, 3-4 em. Bạn con này thì chơi trong bia khoảng 250-300 bạn. 250-300 viên. Nhưng mà đủ chơi. Của thời gian cho các bạn ngồi đó xanh thôi. Đó khá hơn sướng. Một công nghệ đời đó. Này, kêu em phóng nhanh. Rồi, chữa phụ con lồng trời. Còn ba người còn nữa quái hết rồi. Ra đây, này ra đây, đang đây, hết sọt đi. Một điểm nhất trong game này là nó tự biến hero chứ không cần nhấn E hay là nhấn F gì hết. Nó tự biến hero hoặc mà dù mình không muốn cũng phải biến hero. Đó là một bất lợi. À chúng mày vào đây hết bố à. Quái chó. Chết mẹ mày. Ngon chim, há chiêu. Con bên nhân tần này, tất nhân tần hay gì đấy. Mình mù quanh văn đó. Có gì đọc không đúng thì các bạn thông cảm nha. Rồi con, vào đây, dính. Cái con này, con chạy. Được, con này mô tô vãi. Chết hao phát rồi, vẫn đã chết. Mình còn 8 cái máu. Điều. Đây, mở. Trước kiểu mới nhà vào chuẩn bị hào nó chết mẹ rồi. Mình sẽ quay cho lên trên. Nên là nhắm cho thật hào đi. Rồi, chúng mày biến khóa đi. Nào, con người lên đây. Cái địch mợ. Quá nhẹ cho đỡ cụ vọng. Lần này mình sẽ biến quái và xem tụi nó sẽ làm gì nào. Thằng nào bắn vậy? Ây, tên cục lát, tên bàn thờ chứ. Các bạn Việt Nam hay gọi bàn thờ chứ đéo phải cốc lát. Cốc lát này chỗ nào nhỉ? Cốc lát này cái chỗ đông lần hồi trước mà mới ra chế độ AI ấy. Ây, anh thằng ngu này. Dạ, ngon chim một em. Lực kích mobile này chỉ có cái cửa không có tiếng Anh hay bất tiện. Một số bạn đăng ký thì mình sẽ có thể làm một video hướng dẫn các bạn đăng ký nick và tải game. Nó hơi đơn giản thôi. Thủ về anh, mình còn là hết máu rồi, còn 2k6. Từ từ lên đến tiếp, nhiều lên hiến lại nó ra trả được gì. Chúng mày thôi rồi. Lên cả mày. Không, lên. Sống vào, quân nô. Tệt, nó quá mạnh. Tệt nó đông quá. Toàn súng nhờ mà chết hết rồi kìa. Toàn súng mạnh không. Không, mình không trụ nổi được. Quá nhiều quá, phải thường chứ, tiến hóa. Level 2. Súng này vào đây hết đi. Này, ta hứa với danh dự là sẽ chết mày. Nếu không thì mày. À, sẽ đột nhập á. Nếu không, tao sẽ đi gần đầu. Nó vào đây. Vào đây. Mày đâu rồi? Mày đâu rồi? Một hit. Vẫn đi. Mở. Hero. Chết hero rồi. Ngon. Chìm.
hồi máu cái lại, máu phải nén thấp quá rồi chạy lại chơi hero chứ khác nào hiến mạng nhá, mình phải chọn biện pháp an toàn chứ các bạn nhỉ. Rồi hero đâu mày, đến hai triệu hô bố đi ba đời boy nhá, ba đời boy ngon ăn hai hero. Hy vọng mua bá này mình sẽ không làm quái nữa. Nhảy ngu vậy. Hay quá. Được. Hy vọng nó làm quái nữa. Đâu cái mê tình đâu. Này là nó cho bố mình hiến mạng à. Nhét xong. Qua đây. What the fuck? Lại biến quái à? Rồi, nghe luôn, phải đây rồi. Bạn đây cho ba mà xử. Qua đây. Giết thêm thằng nữa. Hero à, thằng video. Càng hero. Này vào đây. Món mình đang thức. Đợi cho nó lên một tiếng được. Để về như thế đó. Mà trả được gì. Tốt nhất là các bạn nên chọn biện pháp an toàn đấy. Mặc dù một cái bất lợi cho hero nữa là hero làm kéo gì được bơm máu, chỉ có dân bia tự bơm máu thôi. Đấy là bất lợi cho hero. Thằng chú quỷ trên trả lại nhấm nhấp vài phát chạy ra đầy máu. Thấy gì vừa nói chú quỷ xong mình vừa biến chú quỷ rồi. Ngon mày à. Thường han la à. Mày vào đây hết rồi tao. Ra đây. Ê, chết không? Nhắm chết không? Nhảy. 1, 2, 3. Đây, ngon. Đồ, là phát 4 kill à. 4.000 máu các bạn. Đó là mệt. Đó là chơi, nó cho nãy chơi hero. Dễ rồi vậy, nó chết lên tình này. Đâu rồi. Này, đấy, lúc à, thanh niên à. Mà bạn thiên nhiên mấy lát hay gì đây cho à? Kéo thì kéo, kệ mẹ mày. Bố đéo phân tâm. Rồi. Đấy, biến hero rồi kìa. Quyết tâm là giết được một trong hai con nữa chưa. Đây hồn máu đã. Nga, xuất trận đi. Giết đi, sát sinh đi. Chúng mày chạy tại cái gì? Chạy cái gì hả? Nhưng mà phải chạy hả? Rồi bật cái độ tự động cao. Úp sọt. Thắng mấy đứa thế còn đời còn dài mà. Để nó... Nếu mà quay nhỏ giết hết máu thì bớt máu đi rồi. Đây có bạn Việt Nam nào kìa. Chơi nó, thịt ngon chiên heo. Ok, xin lỗi các bạn là hồi nãy mình vừa kết một cuộc ấy, chiên thêm hero nữa rồi. Hồi nãy mình vừa nhận được cuộc điện thoại cho nên phải dừng lại. Tiếp tục, ngon. Cây lục này khá là mạnh quá ạ. Đạn nó cũng nhiều nữa. Đạn nó tới 9/135 lận. Xong vô thì khỏi nói. Nếu mà về Việt Nam thì chắc chắn là số đạn nó không láo không nhiều như vậy rồi. Vì Việt Nam nó vẫn chỉ đỡ đội thôi. Cảm ơn nhà Việt xè không máu. Ngáo thì chơi 5 ván mà biến quái mất 4 rồi. Thôi, mình ổn.